So sánh A và B. A bằng 8 mũ 50 cộng 1 phần 8 mũ 52 cộng 1 và B 8 mũ 52 cộng 1 phần 8 mũ 54 cộng 1. Khi để giải quyết bài này, các bạn cần nhớ những kiến thức cơ bản như sau. Đó là A mũ N nhân A mũ M thì bằng nhân thì lấy mũ, mũ cộng. Kiến thức tiếp theo đó là A phần B nhỏ hơn 1 với A, B thuộc vào số tự tự nhiên. B nằm ở mẫu phải khác, khác không. Thì ta sẽ suy ra được điều gì ? A phần B sẽ nhỏ hơn A phần B cộng thêm một cái giá trị M với M lớn hơn hơn 0. Được chưa ? Lớn hơn 0. Rồi bắt đầu các bạn tìm mối liên hệ giữa thằng A và thằng B nha các bạn. Thì đây nè, 8 mũ 50 nè, muốn lên thằng này có phải bạn nhân thêm 8 mũ 2 không ? Và thằng này cũng vậy, nhân thêm 8 mũ mũ 2. Vậy mình tìm mối liên hệ đó là 8 mũ mũ 2. Rồi thì ta sẽ giải quyết thằng B này về thằng A. B bằng 8 mũ 52 cộng 1 phần 8 mũ 54 cộng 1. Thì các bạn quan sát đi ? Tử nè, mẫu nè. Thì ta thấy tử nhỏ hơn mẫu thì chắc chắn cái phân số này nó sẽ nhỏ hơn hơn 1. Đúng không ? Ok không ? Đó. Tiếp tục hành trình thì ta thấy rằng thì ta thấy nè, các bạn để ý nha. 8 50 phải cần 8 mũ 2, 8 mũ 2 chính là bao nhiêu ? Đó chính là 60. 60 mấy ? 60, 64. Đó, đây là 64. Mà ở đây mình đã có 1 rồi thì bây giờ là sẽ cộng, từ đó suy ra nè. B của mình sẽ nhỏ hơn, ta cộng tử nè, cộng tử cho một cái giá trị M, vậy cộng thêm 60, 63 nữa, vậy là sẽ nhỏ hơn 8 mũ 52 cộng 1 cộng 63 phần 8 mũ 52 cộng 1 cộng 63. Rồi, vậy hàng này có phải bằng ra bao nhiêu ? 8 mũ 52 cộng 64 phần 8 mũ 54 nha các bạn. 54 cộng 64. Tiếp tục từ đây suy ra B sẽ nhỏ hơn. Phân tích 84 này ra là 8 mũ mũ 2. À, đây là 8 mũ 54 cộng 8 mũ mũ 2. Rồi, ta nhìn tử đi ? Chung gì ? 8 mũ 2 mang ra ngoài thì lấy mũ này trừ đi bớt mũ 2. Vậy là 8 mũ 50 cộng cho 1 chia 8 mũ 2. Ở dưới cũng vậy, mang 8 mũ 2 ra đặt làm nhân tử chung còn lại 8. Nhớ mang ra thì lấy mũ trừ, 54 trừ 2 còn lại 52. 8 mũ 2 trừ cho lấy mũ là 2 trừ 2 ra 0, 8 mũ 0 ra 1. Sau đó các bạn rút gọn, được chưa? Vậy suy ra B sẽ nhỏ hơn 8 mũ 50 cộng 1 phần 8 mũ 52 cộng 1. Và đây chính là hằng gì ? Hằng A đó các bạn. Vậy B nhỏ hơn A.